Thưa quý vị, với quyết tâm định vị Đà Nẵng trong hệ sinh thái bán dẫn thế giới, chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Đà Nẵng đã bắt tay xây dựng các chính sách liên quan đến thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế và hỗ trợ ban đầu để thu hút đầu tư, lan tỏa việc nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực để nhanh phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn trong thời gian đến. Trong kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố đến năm 2030 do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, phát triển công nghiệp thiết kế sản xuất vi mạch được xác định là ưu tiên hàng đầu. Tại hội thảo mới đây do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, vấn đề đặt ra đối với thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã nhìn nhận nhiều vấn đề cần tiếp tục có sự tham vấn của các chuyên gia doanh nghiệp để thành phố Đà Nẵng tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn vi mạch toàn cầu. Các nguồn lực này không chỉ là cơ hội mới mà là sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của các cơ sở đào tạo để có những thay đổi trên lĩnh vực mà Đà Nẵng có một số lợi thế nhất định. Vấn đề tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn vi mạch với cách làm như thế nào, cần những chính sách gì, thời gian, lộ trình, v.v. là những vấn đề đặt ra của Đà Nẵng. Chúng tôi rất cần các ý kiến tư vấn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ số vi mạch bán dẫn, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, các trường đại học, các cơ sở đào tạo. Trong 5 ngành được Đà Nẵng chọn làm kinh tế mũi nhọn thì ngành công nghệ thông tin, mà cụ thể là ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn sẽ được chọn là lĩnh vực phát triển đột phá trong thời gian tới. Bởi thực tế, về diện tích, dân số, đất đai của Đà Nẵng không bằng nhiều địa phương khác. Còn với việc phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn, yếu tố nhân lực có vai trò quan trọng. Thì ngoài cái việc chúng ta đào tạo cái nguồn nhân lực dành cho các cái công ty, không những ở Việt Nam và nước ngoài, thì cần thành phố phải cần có những cái trung tâm mà hỗ trợ để cho các cái doanh nghiệp startup hoặc các cái kỹ sư mà đã có kinh nghiệm là họ tạo ra cái công ty khởi nghiệp để làm ra các cái sản phẩm chip cụ thể, không những cạnh tranh ở Việt Nam mà phải cạnh tranh quốc tế, thì lúc đấy là cái nền công nghiệp về thiết kế chip bắt đầu mới có thể nói rằng là chúng ta phát triển hơn và cạnh tranh sòng phẳng và có thứ hạng trên thế giới. Để nắm bắt được cơ hội, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố, thành lập tổ công tác và tư vấn liên ngành để tham mưu xây dựng đề án và các nội dung liên quan, đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố. Hiện nay chúng tôi đang đề xuất để sửa cái nghị quyết 119 của Quốc hội về các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố. Thì tôi rất là mong là các chuyên gia, các nhà khoa học và các doanh nghiệp tham mưu cho thành phố về các cái cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô để Quốc hội thông qua có tính chất là đặc thù, mang tính chất đột biến cho cái lĩnh vực này. Tôi đề nghị là chúng ta phải có một cái quyết tâm và phải có một cái tinh thần đoàn kết dân tộc để mà làm cái việc này và có một cái sự gắn kết và tạo ra một cái hệ sinh thái. Bởi vì câu chuyện đặt ra là chúng ta đào tạo bằng cái gì, đúng không? Không thể đào tạo chay được, và chúng ta phải có đào tạo theo cái đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và cái nhu cầu đó. Với lợi thế là một trong những trung tâm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin lớn của Việt Nam và khu vực, nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, lực lượng lao động công nghệ thông tin trình độ tiên tiến, nhiều trường đại học đào tạo công nghệ thông tin, sức hút của Đà Nẵng còn nằm ở cơ chế chính sách thuận lợi và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng. Những điều này sẽ trở thành động lực để Đà Nẵng sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn toàn cầu. Qua đó góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển ổn định của thành phố trong tương lai.